Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin 24/7 của Báo Giang Online, số thứ 33 từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 8, gồm có những tin chính như sau. Họp mặt truyền thống cán bộ Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8 Trung Nam Bộ lần thứ 13 năm 2016. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với tỉnh ủy An Giang. Trao 200 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang. Trao quyết định cho 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Họp ban tổ chức giải đua thuyền rồng báo An Giang lần thứ 5 năm 2016. Tìm được thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ chìm xà lan trên sông Dạp Nào. Đụng xe bán trái cây, xe khách Vương Trang rơi xuống hố sâu. Bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp giật tài sản. Qua 3 tuần thực hiện nghị định số 46 của Chính phủ, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xử lý hành chính trên 1.300 trường hợp vi phạm. Thưa quý khán giả, sáng ngày 16 tháng 8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8 tổ chức buổi họp mặt truyền thống cán bộ Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8 Trung Nam Bộ lần thứ 13 năm 2016. Trên 400 cán bộ Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8 qua các thời kỳ đã đến dự. Buổi họp mặt là dịp để các cán bộ tuyên huấn gặp gỡ, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của những người làm công tác tuyên huấn, đồng thời vun đắp thêm nghị lực, niềm tin cho thế hệ kế tục sự nghiệp tuyên huấn, từ đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới. Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo Ban Liên lạc Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8 đã ký tên ủng hộ chương trình chung tay xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Đồng thời, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn khu ủy khu 8. Chiều ngày 25 tháng 8, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đã làm việc với tỉnh ủy An Giang về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, việc triển khai chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kết quả số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, để thực hiện tốt nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, tỉnh An Giang cần quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phải sâu sát cuộc sống, tuyên truyền nghị quyết phải sâu rộng, tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội thông qua hệ thống mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, chi đảng bộ. Cần quan tâm hơn nữa tính thực tiễn, phải đưa bằng được các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc trong sạch đội ngũ cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống bằng được tình trạng lợi ích nhóm và xem đây là khâu then chốt nhất trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, tỉnh phải chọn những vấn đề bức xúc nổi cộm để chấn chỉnh trên tinh thần nhìn thẳng, nói thật, đồng thời chú trọng việc chọn ra các điển hình để nêu gương. Sáng ngày 27 tháng 8, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ trao học bổng cùng em đến trường năm 2016, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự. Theo đó, đã có 200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các địa phương Tri Tôn, Tịnh Biên, thành phố Long Xuyên và trường trẻ em khuyết tật, cơ sở giáo dục nội trú Tình Thương Khai Trí được nhận học bổng cùng em đến trường, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Chương trình học bổng cùng em đến trường được nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam phát động từ năm 2012. Đến nay, chương trình đã trao 10.314 suất học bổng với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng cho học sinh 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong tuần, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 7 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Thái Hữu Phép, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Điều động đồng chí Trần Văn Gang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ huyện Tịnh Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2015-2020. Điều động bổ nhiệm đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tịnh Biên giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Tuấn Khanh, trưởng phòng khoa giáo văn xã thuộc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Bổ nhiệm ông Trần Văn Đạt, trưởng phòng đào tạo thuộc Trường Đại học An Giang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.
bổ nhiệm ông Lê Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Tin học kiêm Trưởng phòng Tổ chức Chính trị thuộc Trường Đại học An Giang giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, và bổ nhiệm lại ông Võ Hùng Dũng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8, tại Trường Đại học An Giang, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Cuộc triển lãm giới thiệu những tư liệu, văn bản, văn kiện, ấn phẩm và bản đồ Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam đã được các nhà nghiên cứu, học giả trong nước quốc tế công bố. Cụ thể, với các nhóm tư liệu, phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ thứ 17 đến đầu thế kỷ thứ 20, phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành thời kỳ năm 1954-1975, một số tư liệu ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19, bộ sưu tập các bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ thứ 17 đến nay đã chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm nay. Việc công bố các tư liệu, bản đồ, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Các tư liệu hiện vật trưng bày là một phần các bằng chứng lịch sử và pháp lý được thu thập trong và ngoài nước, trong đó có cả Trung Quốc. Trong tuần, tại thành phố Châu Đốc, Ban tổ chức Giải đua thuyền rồng báo An Giang lần thứ 5 năm 2016 đã tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch tổ chức giải. Giải sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 2 tháng 9 tại khu vực bờ sông trước Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc. Tham dự giải năm nay có 21 đội gồm 13 đội nam, 8 đội nam nữ phối hợp, trong đó có 4 đội ngoài tỉnh gồm thành phố Cần Thơ 2 đội, Sóc Trăng, Hậu Giang, tranh tài ở 2 nội dung 10 dặm nam và 10 dặm nam nữ phối hợp, thi đấu ở 3 cự ly 200m, 500m và 700m. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho việc thi đấu. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, trên sông Dặm Nao, đoạn gần phà Thuận Giang thuộc ấp Hòa Bình, xã Kiến An, huyện Chợ Mới đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 2 người mất tích. Vào thời điểm trên, hai anh Phùng Ngọc Kép, 28 tuổi và Nguyễn Hoàng Giang, 33 tuổi, cùng ngụ tại huyện Chợ Mới, điều khiển chiếc xà lan số hiệu DT22088, trọng tải 73 tấn, chở đất khô đi từ xã Tân Quề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp về xã Nhân Mỹ, huyện Chợ Mới. Khi đi đến giữa dòng sông Dặm Nao thì gặp sóng to kèm theo gió lớn nên phương tiện bị chìm, anh Kép và anh Giang mất tích, sau đó tìm được thi thể cách nơi xảy ra tai nạn 1 km về phía hạ lưu. Khoảng 11 giờ 35 phút ngày 20 tháng 8, tại km 107 thuộc tổ 17 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người bị thương nặng. Xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B15921 do tài xế Nguyễn Hạo Kiệt sinh năm 1970, cư trú Thới Thành, Thới Lai, thành phố Cần Thơ điều khiển, chạy hướng Long Xuyên, Châu Đốc. Đến đoạn đường thuộc tổ 17 ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú đã va chạm với xe đẩy tài bán trái cây đi cùng chiều của chị Hàng Thị Tuyết Nhung sinh năm 1990, cư trú ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú. Cú va chạm mạnh làm chị Nhung bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh. Còn xe khách Phương Trang biển kiểm soát 51B15921 thì đâm vào lề đường, lật xuống hố sâu khoảng 5m, bị thiệt hại nặng. Nhưng rất may 9 người trên xe không ai bị thương nặng. Trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Long Xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng là Lâm Đồng sinh năm 1983, cư trú xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, và Phạm Minh Hùng sinh năm 1979, cư trú tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vì có hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, Phạm Minh Hùng điều khiển xe máy biển kiểm soát 43H13751 chở Lâm Đồng trên quốc lộ 91 hướng Châu Thành đi Long Xuyên. Khi đến khu vực tổ 31, khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, Đồng phát hiện chị Trần Thị Diễm điều khiển xe máy chở Nguyễn Thị Kiều My, ngụ huyện Thoại Sơn chạy cùng chiều. Trên xe có để một túi sách, cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt. Lúc này, Đồng kêu Hùng ám sát xe của chị Diễm để Đồng ngồi phía sau giật túi sách. Xong, Hùng tăng ga bỏ chạy. Nghe tiếng truy hô của chị Diễm, người dân đi đường đuổi theo khoảng 3 km. Khi đến khu vực đèn bốn ngọn thuộc phường Mỹ Xuyên, Đồng và Hùng bị lực lượng cảnh sát 113 bắt giữ cùng phương tiện và tang vật. Qua 3 tuần thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt,
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tổ chức 300 ca tuần tra kiểm soát, lập biên bản xử lý hành chính trên 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt Công an tỉnh, việc áp dụng những quy định cụ thể với mức phạt cao hơn bước đầu đã góp phần nâng cao tính răn đe, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn giao thông của người dân. Những lỗi vi phạm chủ yếu ở các hành vi, người điều khiển trong tình trạng có sử dụng rượu, bia, chạy quá tốc độ quy định, chở hàng quá trọng tải, vi phạm quy tắc tránh vượt, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, học sinh chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe máy, xe quá khổ, quá tải, v.v. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm đình chỉ 429 phương tiện, tước 315 giấy phép lái xe. Chương trình điểm tin 24/7 của Báo Giang Online đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.